Đây là bài 16 trong loạt bài Tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Trong đoạn hội thoại trên, David nói chuyện với một nhân viên bán hàng. Hãy nghe từ nhân viên bán hàng. Sâu hội yuán. Sâu. Sâu. Hùa. Hùa. Yuán. Yuán. Sâu hội yuán. Sâu hội yuán. Nhân viên bán hàng. Sâu hội yuán. Hãy nói nhân viên bán hàng đến đây một chút. Sâu hội yuán, lái xả. Sâu hội yuán, lái xả. Ở đây ai là nhân viên bán hàng? Chờ, sấy sư sâu hội yuán. Chờ, sấy sư sâu hội yuán. Hãy nói phóng viên. Chị trở. Bác sĩ. Y sân. Lưu học sinh. Liêu xuế sân. Nhân viên bán hàng. Sâu hội yuán. Sâu hội yuán. Hãy nghe từ sư phụ. Từ này dùng để gọi những người có một nghề nào đó, như lái xe, người bán hàng, người sửa xe, vân vân. Sư phụ. Sư. Phụ. Phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, ở đây có cà phê Việt Nam không? Sư phụ, 这儿有越南咖啡吗? Sư phụ, 这儿有越南咖啡吗? Hãy nghe từ mua. Mãi. Mãi. Tôi mua. 我买. Tôi mua xe đạp. 我买自行车. Tôi mua xe ô tô. 我买汽车. Tôi mua cà phê Trung Quốc. 我买中国咖啡. Tôi mua từ điển tiếng Hán. 我买汉语词典. Mua di động. 买手机. Mua điện thoại. 买电话. Anh cần mua gì? 你要买什么? 你要买什么? Anh mua gì? 你买什么? Tôi cần mua từ điển tiếng Hán. 我要买汉语词典. Tôi cần mua từ điển Hán Nhật. 我要买汉日词典. Bây giờ hãy nghe từ bia. 啤酒. Pí. Pí. Chiểu. Chiểu. Pí chiểu. Pí chiểu. Bia Việt Nam. Yuen Nam pí chiểu. Yuen Nam pí chiểu. Bia Trung Quốc. Trung Quốc pí chiểu. Trung Quốc pí chiểu. Bia Việt Nam rất ngon. Yuen Nam pí chiểu hen hào hơ. Ngon. Hào hơ. Yuen Nam pí chiểu hen hào hơ. Tôi mua bia.
我买啤酒。 Anh cần bia gì? 你要什么啤酒? 你要什么啤酒? Có bia Việt Nam không? 有越南啤酒吗? 有越南啤酒吗? Tôi và bố mẹ tôi đều không uống bia. 我和我爸妈都不喝啤酒. 我和我爸妈都不喝啤酒. Các cậu thì sao? Các cậu có uống bia không? 你们呢? 你们喝啤酒吗? 你们呢? 你们喝啤酒吗? Bây giờ hãy nghe từ chai, lọ, piếng. Piếng, âm Hán Việt là bình. Một chai bia. Y piếng pí chiếu. Y piếng pí chiếu. Hai chai bia. Lẻng piếng pí chiếu. Hãy nhắc lại số 2 chỉ số lượng. Lẻng. Lẻng, âm Hán Việt là lưỡng. Hai chai. Lẻng piếng. Lẻng piếng. Hai chai bia. Lẻng piếng pí chiếu. Lẻng piếng pí chiếu. Tôi lấy hai chai bia. Nguyên văn là tôi cần hai chai bia. 我要两瓶啤酒. 我要两瓶啤酒. Mấy chai? 几瓶? Anh mua mấy chai? 你买几瓶? 你买几瓶? Hãy nghe từ tiền. 钱. 钱. Bao nhiêu tiền? 多少钱? 多少钱? Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? 你的电话号码是多少? 你的电话号码是多少? Số di động của bạn là bao nhiêu? 你的手机号码是多少? 你的手机号是多少? Hãy nhắc lại bao nhiêu tiền? 多少钱? Bao nhiêu tiền một chai? 多少钱一瓶? 多少钱一瓶? Cà phê Việt Nam bao nhiêu tiền? 越南咖啡多少钱? 越南咖啡多少钱? Từ điển Hán ngữ bao nhiêu tiền? 汉语词典多少钱? Di động của bạn bao nhiêu tiền? 你的手机多少钱? 你的手机多少钱? Bạn có tiền không? 你有钱吗? 你有钱吗? Không có. 没有. Tôi không có tiền. 我没有钱. 我没有钱. Tiền gì? 什么钱? 什么钱? Bia gì? 什么啤酒? 什么啤酒? Xe gì? 什么车? Tiền bia, nguyên văn là bia tiền.
啤酒钱，啤酒钱。Hay nói, bạn bán hàng, bia bao nhiêu tiền một chai? Sâu hội viên, 啤酒多少钱一瓶？售货员，啤酒多少钱一瓶？ Hay nghe, 3 tệ rưỡi. 三块五。Trước tiên là từ tệ. 快。快。Hay nói tệ. 快。3 tệ. 三块。三块。Trong tiếng Trung người ta còn cho từ tiền vào cuối. Ba tệ. San khoai. San khoai chén. Hay nghe ba tệ rưỡi. San khoai ủ. San khoai ủ. Ba tệ hai. San khoai ơ. San khoai ơ. Ba tệ bảy. San khoai chi. San khoai chi. Mười tệ. Shí khoai. Mười lăm tệ. Shí wǔ khoai. Shí wǔ khoai qiān. Cà phê Việt Nam mười lăm tệ. Việt Nam cà phê 15 khoai chén. Việt Nam cà phê 15 khoai chén.